Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, công an các địa phương của thành phố Đà Nẵng luôn bám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để đưa ra các biện pháp hiệu quả nhất nhằm hướng dẫn và tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện. Với đặc điểm khu dân cư với phần lớn người dân làm nghề đi biển, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã chủ động tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để người dân ý thức cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Từ tờ mờ sáng trên bờ biển Nam Ô, quận Liên Chiểu, tổ công tác của Công an phường Hòa Hiệp Nam đã thức dậy để thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn. Với tập quán của người đi biển, dân cư nơi đây vẫn còn thói quen thức dậy sớm để hít thở không khí trong lành. Dự đoán được tình hình, cán bộ công an phường đã có mặt nhắc nhở để người dân trở về nhà, không tụ tập đông người. Đặc biệt, tại khu vực vịnh biển, nơi tập kết tàu thuyền, ngư cụ, công an phường luôn luôn thường trực xuống tận nơi để vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay là không có một hộ dân nào mà ra ngoài biển này mà tắm hoặc là chơi hoặc là có những cái tụ tập. Bên cạnh việc triển khai công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn vào nhiều thời điểm khác nhau, cảnh sát khu vực còn thường xuyên phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động người dân không thực hiện kinh doanh buôn bán những mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu và tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc 5K để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Các lực lượng ra quân nhắc nhở, tuần tra nhắc nhở thì người dân ở đây đa số là người ta chấp hành tốt. Hiện nay đến bây giờ thì cũng đa số cũng 100% là người dân ở đây đã bỏ thói quen đó vì thấy cái công tác phòng chống dịch là công tác quan trọng. Chia sẻ trước khó khăn của dịch bệnh, Công an phường Hòa Hiệp Nam xem việc tuyên truyền, vận động để bà con ngư dân nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định phòng ngừa dịch bệnh là điều cốt lõi, đồng thời kiên quyết xử lý với những trường hợp tái phạm nhiều lần. Mưa dầm thấm lâu, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường vẫn âm thầm ngày đêm nỗ lực, tất cả vì cuộc sống an ninh, an toàn của mỗi người dân.